Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình quay trở lại với một video mới, một sản phẩm cực kỳ mới luôn. Cái này là hơi ngoài ý muốn của mình một chút nhưng mà không sao, mình đã có sản phẩm đây rồi. Thì đây, giới thiệu với các bạn luôn, đây là sản phẩm gì? Đó, tai nghe JBL Tune V120TVS. Đây là một sản phẩm của JBL, hàng rất xịn. Giá bán là khoảng 2 triệu 3. Cái này được đây là hàng chính hãng nhé các bạn. Rồi, đây. Này. Nó đặc điểm rất là dễ nhận dạng. Chúng ta nhìn thấy mẫu sản phẩm ở mặt sau này luôn. Đây là thực tế hình luôn, chúng ta nhìn thấy. Rồi, bên này thì có thông tin của nhà sản xuất và hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử. Mặt sau thì chúng ta có cái hình của sản phẩm như này. Pure base zero cable. Đấy. Tức là hoàn toàn là không dây. Mặt trên chúng ta có thông tin 100% sans fuel là cái gì đó không biết được. Rồi thì lại hộp nó đơn giản thế này thôi, mình sẽ tiến hành mở hộp ra nha. Cái này siêu mình mới bóc chứ hộp thì mình chưa mở, bây giờ mình mở này. Rồi mở hộp ra, trong hộp sản phẩm chúng sẽ có cái gì đây, hết rồi nhá, trong này không còn gì nữa. Rồi cái này mình để sang bên. Ok, trong hộp sản phẩm chúng ta sẽ có tất nhiên sách hướng dẫn sử dụng. Đây, Quick Start Guide. Cái này chắc là cũng chả dùng tới đâu. Để xem. Rồi, và đây chính là hộp sản phẩm luôn. Nó có một cái miếng bìa như thế này. Đó. Nó lót ở đây. Rồi, trong này chúng ta sẽ thấy gì? Có một cái hộp đựng. Đây là cái cáp sạc chuẩn micro USB. Đây là cái nút tai dự phòng. Chúng ta để vào đây. Rồi, màu cam rất là hay. Đây là sản phẩm chính của chúng ta. Đây là cái hộp. Đó. Hộp này cũng hơi nặng, không nặng lắm. Dây đeo này. Đó. Rồi, mở hộp ra. À, cái này nam châm bạn nha, nhìn này. Đó, mở ra này. Nó vào này. Nhưng mà thật sự mình cảm thấy là cái nắp này nó hơi lỏng lẻo này. Đó, nó hơi lỏng một chút. Không biết là do ý đồ nhà sản xuất như vậy hay là như nào. Đó, mở ra. Đóng lại. Rồi, đấy, nó chỉ thế này thôi. Rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta. Hai cái tai nghe. Đó. Tai nghe JBL rất nổi tiếng, xịn sò. Đó. Thì hai bên chúng ta có hai cái cổng sạc nam châm như thế này. Đây. Thật sự mình cũng chưa biết cái cáp USB, micro USB kia để làm gì. Chắc là để sạc. Rồi, cái này mình không đây. Ô bên nào trái bên nào phải đây nha. Không nhìn thấy. Chưa nhìn thấy. Chắc nó phải có ghi chứ nhỉ. Đây. Chữ R này, bên đây đây là tai bên phải này. Còn này chữ L là tai bên trái. Đâu ta? Đây, chữ L tai bên trái. Đó, nó hơi khó nhìn một chút nha các bạn. Rồi. Theo như hướng dẫn trên hộp, vỏ hộp thì mình thấy mình nhìn thấy đây là có hai cái size nhỏ, hai cái size vừa, hai cái size lớn và một cái mũi mình nhìn thấy ở đâu nhỉ, là đây đây, cái tai bên phải thì là nút điều khiển cuộc gọi và bấm nút play stop, còn có hỗ trợ Google Assistant luôn. Còn nút bên trái ta là hỗ trợ nút tua tua tới tua lui. Rồi thì sản phẩm nó chỉ có thế thôi các bạn ạ. Mình sẽ xem là nó cái tính năng sạc của nó như thế nào. À đây có một cổng cổng sạc đây, thì chúng ta cắm cái dây sạc vào. Cái này rút ra như nào đây, ai cắm cái dây sạc micro USB vào đây để chúng ta sạc. Đó. Xong rồi chúng ta đậy lại. Thế này là xong. Rồi. Đấy, sản phẩm thì nó chỉ có thế thôi, rất là đơn giản. Chất âm thì nói thật các bạn mình chưa nghe nên mình chưa biết, nhưng mà mình sẽ thử xem nó như thế nào nhé. Rồi, thì bài mở hộp và trên tay nhanh, rất nhanh của mình đến đây là kết thúc. Mình sẽ thử nghe ngay bây giờ xem nó thế nào. Rồi. Cảm ơn các bạn nhé. Xin chào.